Hello, xin chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Trong video hôm nay mình sẽ cùng nhau vào chơi cái event mới. Đó là cái event mà nạp anh đã cho mình số lần tích lũy. Thay vì mấy lần trước khi mọi người quay, mấy người rút thì anh em lần này thì nó sẽ cho mọi người lật thẻ ha. Đây mình không biết là mình lật thì nó sẽ được cái gì. Thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình một cái like và đăng ký kênh nha. Anh em này có nhu cầu nạp game chiết khấu bảo hành đó, thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968. Mình cứ ghi số Zalo mình với phần bình luận. Anh em nào mà có nhu cầu nạp game hoặc là đua top 7 ngày đầu mà cần nạp game á thì có thể liên hệ mình nha. Tư vấn build ad luôn. Đấy, nói chung là mình sẽ tư vấn cho anh em trong quá trình mà anh em nạp game bên mình. Tất cả miễn phí hết nha. Ok, thì ở đây con hạt này thì mình nạp 10k kim bảo thì nó cho 183 lần. Ở đây thứ thì mình lật sẽ được cái gì ha. Ở đây nó có để là trong thời gian hoạt động đại nhân thông qua lật thẻ hàng ngày để đặt thẻ phúc thu thập đủ bộ thẻ phúc có thể hợp thành gói quốc khánh. Thí kiều sẽ được chọn ngẫu nhiên 10 người may mắn để trao giải bằng hiện vật. Đấy, cứ nạp 60 kim bảo thì sẽ có thêm một cơ hội lật thẻ nha ha. Đây, đây nó sẽ cho mọi người mấy cái này đây. Đấy, ok. Nội dung gói quốc khánh nè. Gói thứ hai, Thí Kiều sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người may mắn để trao giải bằng hiện vật. Phần thưởng đảo cụ game dự kiến sẽ được gửi trong 10 ngày. Làm việc hoạt động sẽ kết vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Đấy. Không biết là bật hiện vật hay nó sẽ gửi cho mình một cách nào. Đấy. Hoạt động có tổng cộng 6 thẻ phúc. Mừng ngày quốc khánh vui vẻ. Đây. Mỗi ID nhiều nhất chỉ có thể hợp thành hai gói. Thí Kiều sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người may mắn để trao giải bằng hiện vật. Đấy, không biết hiện vật là giải gì. Đấy. Ở đây có 183 thẻ, mình lật thử đi. Lật thẻ. Phúc. Quốc. Ở đây nó không cho mình lật nhiều lần nha. Đây, gì còn 175 nè. Toàn thẻ phúc không nhỉ? Vui vẻ, thẻ của tôi nè. Để mình coi. Ngày quốc khánh vui vẻ, còn chữ mừng với chữ khánh là không có ha. Hình như mấy cái chữ đó là nó chữ hiếm hay sao đó. Này nó cho mình lật 6 lần cho nhanh. À mà có chữ mừng rồi nè. Thiếu chữ khánh nữa thôi. Mình có nghĩ là chữ khánh tại đây, đây nè, đây nó ra chữ khánh này nè. Ghép. Mừng ngày quốc khánh vui vẻ, xác nhận. Mượn người chơi may mắn thứ 25. Ok. Hợp thành hai gói thôi. Mọi người chỉ hợp thành hai gói thôi nha mọi người, nó không cho mình hợp nhiều. Không biết là nó cho phần thưởng hiện vật là gì đây. Người giải may mắn được trao giải hiện vật nè. Không biết nó tặng cái gì. Có chữ mừng với chữ khánh là khó ra nhất nha mọi người ha. Đấy. Rồi mới nói ra được chữ mừng. Đấy. Xem chữ khánh này. Đấy có tôi nè. À đây mình có luôn rồi nè. Đủ rồi nè. Ghép. Hai mươi sáu. Đạt số lần giới hạn ghép rồi. Quốc thái dân an.
Quốc Thái Dân An, Quốc Thái Dân An. Quốc Khánh vui vẻ. Này nó chỉ cho mình ghép hai lần thôi mọi người, ghép hai lần là ok rồi. Ghép hai lần là ok rồi. Đấy. Còn mình muốn ghép thêm á thì mình lật thêm thì vẫn ok, nhưng mà muốn ghép thêm thì nó không cho. Đấy. Đấy thì nó cho mình hai số thứ tự là 25, 26 vậy đó. Rồi nó chọn 10 ngẫu nhiên 10 người để trao giải bì hiện vật. Chả biết là trao giải cái gì. Hôm nay là ngày đầu tiên, không biết ngày mai nó có cho mình thêm những cái dòng chữ khác hay không, để mình ghép khác hay không nha mọi người ha. Ok, đó là review sơ qua các hoạt động lật thẻ mọi người ha. Anh em là có nhu cầu nạp game thì liên hệ mình qua số Zalo 0888249968 nha. Nạp game bảo hành chiết khấu từ 10 đến 15% tùy vào tốc độ thôi. Tốc độ nhanh thì chiết khấu thấp, còn tốc độ chậm thì chiết khấu cao. Đấy. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha.